Xin chào các bạn. Có rất nhiều bạn đã yêu cầu mình làm về quy hoạch của tỉnh Đồng Nai đến năm 2030. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy hoạch của tỉnh thành này. Trước hết, để kiểm tra được quy hoạch của tỉnh Đồng Nai, chúng ta sẽ truy cập vào trang web ulen.vn. Trên giao diện trang chủ, mình sẽ vào mục quy hoạch và sẽ tìm kiếm ở thanh khu vực. Tại đây thì mình sẽ nhập tỉnh thành là tỉnh Đồng Nai, sau đó bấm tìm kiếm khu vực. Thì kết quả sẽ hiện ra là bản đồ quy hoạch của tỉnh Đồng Nai. Tại đây có bản đồ quy hoạch 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022 và quy hoạch xây dựng. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về quy hoạch sử dụng đất 2030 ha. Thì như chúng ta đã thấy là Đồng Nai là một cửa ngõ giao thông, giao thương quan trọng khi tiếp giáp với các tỉnh thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, ở phía trên này là Lâm Đồng, Bình Thuận, Vũng Tàu, và đầy đủ các hạ tầng giao thông như là đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về quy hoạch hạ tầng giao thông cho tới năm 2030 của tỉnh Đồng Nai. Ở đây chúng ta sẽ điểm qua các tuyến giao thông quan trọng, bao gồm là các tuyến cao tốc, đường sắt, đường quốc gia mở mới, đường liên tỉnh, liên huyện. Đối với quốc lộ hiện hữu của Đồng Nai thì chúng ta có thể thấy đó là quốc lộ 1A. Đây, trên bản đồ mình sẽ kéo quốc lộ 1A đây. Tiếp theo nữa là đường Võ Nguyên Giáp. Thì đường Võ Nguyên Giáp là tuyến đường tránh của thành phố Biên Hòa. Rồi, ở phía trên này thì có quốc lộ 51 và quốc lộ 20 kết nối đến Lâm Đồng. Rồi, theo như quy hoạch 2030 thì có một số tuyến đường quốc gia mở mới của tỉnh Đồng Nai. Ở đây phải kể đến đó là vành đai 3. Ở khu vực phía đông này, vành đai 3 thì kết nối Hồ Chí Minh qua khu vực Nhơn Trạch và giao nhau với lại cao tốc Bến Lức Long An. Tuyến thứ hai nữa là vành đai 4. Vành đai 4 thì chạy từ Bình Dương xuống Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, các tuyến cao tốc quan trọng của tỉnh Đồng Nai luôn được các anh chị em môi giới cũng như là các nhà đầu tư quan tâm. Thì mình có thể thấy ở đây là cao tốc Bến Lức Long Thành này. Cao tốc Bến Lức Long Thành thì chạy giao với lại đường ra cảng Phước An, kết nối tới đường lên cảng Cái Mép Thị Vải. Còn giao với lại quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì chạy song song với lại quốc lộ 51 và điểm bắt đầu của nó là chạy từ đường Võ Nguyên Giáp này. Và một tuyến cao tốc nữa đã hình thành rồi mà sắp tới sẽ mở rộng thêm, đó là cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, rồi tới cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, và phía trên sẽ là tuyến cao tốc Dầu Dây Liên Khương Đà Lạt. Đây. Ngoài ra thì theo quy hoạch cho đến năm 2030 của tỉnh Đồng Nai còn rất nhiều tuyến đường liên tỉnh mở mới, các bạn có thể theo dõi trên bản đồ sẽ thấy. Về quy hoạch sử dụng đất thì có thể thấy là khi mà hạ tầng giao thông được quy hoạch thì các quỹ đất cũng có sự phân bổ theo. Ở đây có thể thấy được là dọc theo các khu vực cao tốc thì các cụm khu công nghiệp được hình thành. Ví dụ như là khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, khu công nghiệp Bảo Cạn, rồi khu công nghiệp Xuân Quế, khu công nghiệp Long Khánh mở rộng và rất nhiều cụm khu công nghiệp khác nhau. Rồi có một dự án nổi bật mà cả nước quan tâm tới, đó là cảng hàng không quốc tế Long Thành, gọi là sân bay Long Thành á. Thì sân bay Long Thành nó nằm ở một vị trí rất là đẹp, đó là ngay góc ngã tư giao nhau của hai cao tốc, đó là cao tốc Long Thành Dầu Dây và Biên Hòa Vũng Tàu. Và theo quy hoạch đến năm 2030 thì sẽ có một tuyến đường sắt cao tốc đi ngang qua, đi qua chính giữa của sân bay Long Thành này. Và cùng với những thay đổi đáng kể trong quy hoạch hạ tầng giao thông thì các dự án mới, các cụm khu công nghiệp được hình thành như vậy thì tại các khu vực đó dân cư cũng sẽ được phân bổ lại và tập trung hình thành các khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư. Đây, trên bản đồ mình có thể thấy được một số khu tái định cư. Nhìn chung thì quy hoạch đến 2030 của tỉnh Đồng Nai có khá là nhiều thay đổi.
sau những ngày mà nghe ngóng thông tin từ chỗ này chỗ kia thì một số người cũng đã đi mua đất để đầu tư đúng không, và đón đầu các công trình trọng điểm. Thì đến nay quy hoạch chính thức đến năm 2030 của Đồng Nai đã có, và các bạn có thể tự tra cứu để xem kỹ hơn đến các cấp xã phường này, quận huyện trên gulen.vn. Trong video này thì mình chỉ review cho mọi người xem một cách tổng quan nhất về quy hoạch của tỉnh Đồng Nai cho đến năm 2030 là quy hoạch sử dụng đất. Ngoài ra thì các bạn có thể tự tra cứu kế hoạch sử dụng đất của năm 2022 theo các quận huyện khác nhau. Hy vọng là video này đã bổ ích với mọi người, sẽ cung cấp cho mọi người những cái nhìn tổng quan nhất về quy hoạch của Đồng Nai cho đến năm 2030.